Thời tiết Sài Gòn đúng là nắng liên miên. Huyền vừa mới đi công việc ở ngoài về thì cơ thể của Huyền đã đổ mồ hôi cũng rất là nhiều luôn và rất là muốn là say nắng luôn đó mọi người. Chị em có công nhận với Huyền là thời tiết mùa hè rất là oi bức đúng không? Nắng nóng như thế này thì cũng rất là khổ thân chị em mình lắm nha. Da thì bị cháy nắng này, mà cơ thể thì bị mất nước này, mà vấn đề nhạy cảm đó là chắc chắn là chị em nào cũng biết đúng không? Là cô bé của mình dễ gặp các tình trạng mà ẩm ướt này, không được sạch sẽ, có mùi rất là khó chịu và còn tạo điều kiện cho nó dễ bị viêm nhiễm nữa đó mọi người. Và chắc chắn với mọi người một điều đó là dung dịch vệ sinh là một cái món vật bất ly thân không thể thiếu với các chị em phụ nữ của chúng ta đúng không? Đây, giữa cái thời tiết mà nắng chang chang thì em còn ra ngoài đường để mua đó là để mua cái dung dịch vệ sinh trầu không trà dứa Mocha, bảo bối cho cô bé thơm tho, thoải mái và tự tin cả ngày dài. Bí quyết không thể thiếu với bất kỳ chị em phụ nữ nào, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai và phụ nữ sau sinh nha mọi người. À, hồi nãy Huy đi mua thì mới biết là bên thương hiệu Mocha đang có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1. Khi bạn mua một chai dung dịch vệ sinh trầu không trà dứa trị giá 190.000 đồng này sẽ được tặng thêm một chai nước hoa cô bé Mocha. Hồi trước là cái chai nước hoa này là phải đi mua riêng nha chị em. Nhưng bây giờ là mua một mà được hai là sở hữu combo siêu thần thánh cho cô bé sáng khỏe này, sở hữu cho mùi hương riêng này, tự tin bí quyết để phụ nữ mang rực rỡ hơn, để xinh đẹp hơn trong mắt người ấy ha. Các chị yêu mình đừng có bỏ lỡ cái dịp khuyến mãi này nha. Vì Huyền thấy rất là có lợi luôn, nên là mọi người cứ nhanh tay mà tranh thủ mua, và số lượng nó có hạn nha mọi người. Em không hề VG hay là quảng cáo gì nha, mà ở vị trí là người mà đã từng xài sang chai thứ hai và chai thứ ba trầu không trà dứa này rồi thì Huyền thấy rất là tốt và hiệu quả, đặc biệt là chất lượng thì khỏi phải bàn, nhưng mà giá cả thì phải chăng nữa, nên em chỉ muốn chia sẻ chân thành cho các chị em, đặc biệt là những người đã từng gặp cái vấn đề mà cô bé giống như Huyền ha. Cái chai dung dịch vệ sinh trầu không trà dứa là có mùi thơm rất là đặc trưng của trà xanh và lá trầu không, kiểu cái mùi hương mà giống như là thảo dược, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau này, làm sạch dịu dàng này, bảo vệ cô bé kháng viêm nóng nè, và tạo cái cảm giác mà sảng khoái nè, và kết hợp thêm cái chiết xuất dứa giúp cho cô em của mình thêm săn mịn thơm tho. Nói về cái một cái vấn đề riêng tư là khi mà cô bé sáng khỏe này đúng không, thì cũng trở nên thơm ngon hơn nè, khiêu khích đối phương hơn nữa đó mọi người. Em dung dịch vệ sinh trầu không trà dứa Mocha này này là có chức năng là làm sạch nè, khử mùi, loại bỏ cái vi khuẩn này, các cái mầm bệnh mà gây viêm nhiễm, đồng thời là giữ ẩm cho da, và thành phần thiên nhiên là 100% nha, hoàn toàn là không gây kích ứng này, phù hợp cho cả phụ nữ mang thai và phụ nữ sau sinh luôn nha mọi người. Không những vậy, dung dịch vệ sinh này còn có hương thơm dễ chịu nè, để phái yếu trở nên tự tin hơn và hấp dẫn hơn nữa đó. Bây giờ Huyền sẽ mở cái hộp bên trong cho mọi người cùng xem nha. Với cái thiết kế chai dạng rất là nhỏ gọn nè, chủ đạo hai màu đó là màu xanh và màu trắng organic, sử dụng siêu tiết kiệm luôn, chỉ cần 1 đến 2 giọt là mọi người vừa làm sạch nè, vừa mang lại hương thơm nồng nàn quyến rũ cho mỗi lần sử dụng. Em ấy đó là bầu xinh xinh đúng không mọi người, lúc đầu là chưa xài thì chưa biết chất lượng cao như thế nào, thấy cái bao bì bên trong là Huyền thấy rất là ưng ý luôn á mọi người. Đặc biệt nha, thiết kế vòi bùm để lấy dung dịch với lượng vừa đủ này, đúng cách, sạch sẽ. Mình thấy đây là một cái điểm rất cực kỳ tiện lợi này. Hồi trước là Huyền từng sử dụng qua rất là nhiều sản phẩm dung dịch vệ sinh, nhưng mà rất là dễ bị đổ nè. Sản phẩm dung dịch mà vệ sinh khác là nó bị đổ ra ngoài rất là nhiều và gây rất là lãng phí, và dung dịch bị dính xung quanh đó và dễ bị oxy hóa nữa, và vi khuẩn cũng tấn công rất là nhanh, điều này là khiến cho cô bé của mình dễ viêm nhiễm lắm nha. Tết tour của dung dịch ở trong chai là chất lỏng màu nâu ha, mùi hương the mát này, đây cho mọi người xem bên trong nha, đó mọi người thấy bên trong của nó chưa đó. Nhưng mà cái điều đặc biệt khi mà chị em nhấn cái vòi bơm này này là nó sẽ tạo bọc một lớp của bọc biển màu trắng ha, siêu mềm mịn, siêu xốp, siêu mềm mại này đó, mọi người thấy chưa đó, cảm giác là the the mát lạnh luôn, xài cực kỳ thích luôn nha mọi người, mà không hề gây khó chịu này, khô rát này hay là kích ứng, cực kỳ dịu nhẹ và mềm mượt luôn. Sau khi mà rửa xong thì mình cảm giác cô bé của Huyền rất là sạch sẽ và trở nên mềm mại, tươi trẻ ngay cái từ lần đầu sử dụng luôn mọi người.
chiết xuất là 100% tự nhiên nên đảm bảo rất là an toàn với mọi người luôn nha. Kể cả mà làn da nhạy cảm nhất hoặc là dễ bị kích ứng nhất vẫn có thể yên tâm sử dụng em này nha mọi người. Huyền nhắc lại là hiện tại đang có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 chỉ 190.000 thôi. Khi mua 1 hộp dung dịch vệ sinh trầu không trà dứa mocha này sẽ được tặng em một chai nước hoa cô bé. Combo siêu thần thánh lấy lại tự tin chống say quên lối về là đây nha mọi người. Đặc biệt là mấy chị đang mang bầu hoặc là sau sinh giống như Huyền này thì nên chú ý vệ sinh cô bé sạch sẽ nha. Combo này cực kỳ thích luôn và lành tính này và thân thiện nữa, phù hợp cho cả mẹ bầu và phụ nữ sau sinh luôn nha mọi người. Ai cần thông tin sản phẩm hoặc là liên hệ tư vấn thì em sẽ đưa cái đường link ở bên dưới video này nha. Gặp mọi người ở những cái video lần sau để chia sẻ cho các chị em những cái bí quyết làm đẹp hoặc là tư vấn những cái vấn đề mà thầm kín khó nói nha mọi người. Chào tất cả mọi người.